Chào mừng anh em đã đến với kênh Coffee Gear. Trên tay mình chính là sản phẩm tai nghe True Wireless vừa mới về đến shop. Đây chính là Zara Elite ACT75T, một phiên bản nâng cấp của Elite 75T. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nó có gì khác biệt so với phiên bản trước nhé. Mình đã có mở hộp sẵn. Về ngoại quan thì cách đóng hộp và cả kích thước hộp không khác gì so với Elite 75T. Mình sẽ làm một bài so sánh cả hai chiếc tai nghe này cho anh em ở clip khác. Phiên bản trên tay mình chính là phiên bản màu xanh hải quân nhé anh em. Rồi, bên trong này vẫn như thường lệ là một tấm giấy có in một số thông tin ở mặt trước và hướng dẫn sử dụng ở phía sau. Và chúng ta sẽ thấy ngay được hai cây củ tai và đốc sạc. Phụ kiện kèm theo sẽ nằm trong chiếc hộp nhỏ này. Nó sẽ gồm một sợi cáp sạc Type-C và một vĩ đựng e-tip cùng một số giấy tờ của hãng. Quay trở lại với Zara Elite ACT75T, mình sẽ bắt đầu từ cây sạc. Nó được giữ lại nguyên kiểu thiết kế, vị trí đặt cổng sạc và một đèn led báo pin vẫn nằm ở mặt sau. Mặt trước sẽ là logo của Zara. Còn về phần cổ tay, nó cũng không khác gì Elite 75T. Housing vẫn có trọng lượng khá là nhẹ, bám tay và đeo cực kỳ thoải mái. Cho đến bây giờ, kiểu thiết kế này nhận được rất nhiều nhận xét tích cực từ phía anh em đã từng trải nghiệm và sở hữu nó. Mình sẽ không bàn gì thêm về housing nữa vì nó là một design với phiên bản cũ. Chắc chắn anh em sẽ đặt ra câu hỏi mọi thứ đều giống y chang Elite 75T, nhưng tại sao Elite ACT75T lại có giá cao hơn đến 500.000? Giờ mình sẽ giải đáp luôn cho anh em. Trên cái củ tai này, ngay cái phần tiếp xúc nhiều nhất với anh em chính là mặt bên trong của Elite ACT75T này được bọc thêm một vật liệu cao su cao cấp. Loại vật liệu này thường được dùng để sử dụng cho một số chi tiết trên những chiếc xe hơi đắt tiền. Ưu điểm của nó là khi được đặt vào hai chiếc tai nghe này, nó sẽ mang lại sự êm ái nhất có thể cho người dùng, bám tai tốt hơn, cũng như mang lại độ bền cao hơn trong quá trình anh em sử dụng. Và sản phẩm này hướng đến những anh em sử dụng để luyện tập thể thao, nên nó được nâng cấp khả năng kháng nước lên IP57. Với tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi này thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hàng ngày. Về cấu hình thì Zara Elite ACT75T vẫn trang bị driver 6mm, giải tần đáp ứng của nó là từ 20Hz cho đến 20kHz, Bluetooth 5.0 cùng với codec SBC và AAC. Thời lượng pin của củ tai này là 7,5 giờ và 28 giờ từ cây sạc. Elite ACT75T vẫn sử dụng 4 micro đàm thoại với chất lượng cực kỳ tốt và nó vẫn có trang bị công nghệ Hero anh em nhé. Rồi, đó là một số thông số kỹ thuật của chiếc tai nghe này. Về chất âm thì theo mình cảm nhận sau khi test với một số bài hát có tiết tấu nhanh như EDM và Electronic thì nó vẫn cho ra một kiểu tiếng khá phấn khích với một dãy bass dày và giàu năng lượng, đánh tròn trịa với lực khá là khỏe. Đó lại thì mic bị lùi về sâu và hơi thiếu chi tiết, nhưng nó vẫn có một màu ấm ấm và ngọt ngào. Để cải thiện phần chi tiết, anh em có thể vào app và setting lại một chút ở phần equalizer, nó cũng sẽ cải thiện được vấn đề này. Treble vẫn có độ sáng tương đối, chi tiết tốt và tách bạch, nghe khá là thoáng đãng và có nhấn nhá đầy đủ, không hề mang lại cảm giác chói hay gắt tai. Đó là cảm nhận của mình khi nghe qua chiếc âm của Zara Elite ACT75T. Nó khá là phù hợp cho anh em để dùng để chơi thể thao. Anh em có thể ghé 424 Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10 để trải nghiệm nhé. Mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.